trong bài diễn văn trước người dân pháp tổng thống pháp emmanuel macron nhấn mạnh cuộc xung đột tại ukraine đánh dấu bước ngoặt thay đổi của thời đại và đối với lịch sử của châu âu ông macron cho biết ưu tiên của nước pháp và châu âu là chấm dứt cuộc xung đột tại ukraine ngay lập tức để đạt được mục tiêu trên pháp ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính đối với nga đóng băng tài sản của hàng trăm cá nhân người nga loại nhiều ngân hàng lớn của nga ra khỏi hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu khiến nền kinh tế Nga suy sụp và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải dừng chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Pháp tái khẳng định sẽ không gửi quân đến Ukraine, nhưng sẽ cùng NATO tăng cường phòng thủ, bảo vệ các đồng minh ở phía đông châu Âu. Người đứng đầu nước Pháp cũng nhấn mạnh, châu Âu sẽ xây dựng chiến lược độc lập về năng lượng và tự chủ về quốc phòng tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng châu Âu dự kiến diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 3 tới tại thành phố Versailles của Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết, sẽ nỗ lực duy trì các liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi đang và sẽ duy trì liên lạc với Tổng thống Putin chừng nào có thể và chừng nào còn cần thiết để nỗ lực hết sức thuyết phục ông ấy dừng chiến dịch cũng như để ngăn chặn khả năng xung đột leo thang và lan rộng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thừa nhận các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ khiến nền kinh tế Pháp bị ảnh hưởng và tăng trưởng chậm lại, nhất là do sự leo thang của giá dầu và giá khí đốt pháp sẽ công bố trong những ngày tới một kế hoạch phục hồi để hỗ trợ nền kinh tế và giúp người dân pháp vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay